ở nơi nào là giàu và nơi nào là nghèo, mình chỉ biết được rằng là cái nơi nào nó phù hợp để mình đến thôi. Và cái nơi mình chọn ban đầu thì nó không phải là Kim Sơn, nhưng mà cái nơi đó thì bây giờ nó đang bị vấn đề là bạo động, mọi người hiểu không? Cái nơi đó nó đang bị bạo động, và cuối cùng là mình phải dừng lại cái vấn đề là đi vào cái nơi nó quá sâu xa như vậy mà không đảm bảo về an ninh. Đây là mọi người chúng ta cũng hoàn hỉnh, nói chung là ở đâu cũng vậy thôi. Tất nhiên là chúng ta không thể đủ điều kiện về cả vật chất và thời gian để mà đi làm thiện nguyện trong tất cả các nơi được. Không có ai trên thế giới này đủ điều kiện thời gian và vật chất để mà có thể đi làm hết tất cả những cái công việc thiện nguyện được. Mình chỉ biết là mang cái sự hoan hỉ của mình đến với lại nơi đó thôi. Và mọi người phải hiểu rằng là Kim Sơn đó là cái nơi mà mình nhờ nhà thờ để họ đứng ra họ tổ chức, mọi người không? Mình không phải là người đến đó để đứng ra tổ chức tất tần tật, mà nhờ cái nhà thờ là cái nơi mà người ta biết trực tiếp là các bé sư được nói chung là cái nơi nhà thờ đó thì nhà thờ sẽ là cái người biết được nhân sự ở cái nơi nào phù hợp để mà có thể là cùng nhau tập hợp lại, và các bé đến cái nơi đó là được đón từ nhiều cái điểm bào xung quanh, mọi người hiểu không? Có nghĩa là từ nhiều điểm đồng bào xung quanh được tập hợp về đó, chứ không phải là chỉ có tập trung đúng là ở cái nơi Kim Sơn thôi. Thì cái việc này là nhờ những các sơ ở trong nhà thờ, người ta liên kết và người ta làm giúp cho mình. Chứ thực ra là mình cũng đâu đủ thời gian để đến xem coi nhà này là ai nghèo thật hay nhà này ai không nghèo thật đâu. Thực ra là mình đi làm thiện nguyện thì không ai biết được cái tình hình mọi thứ nó như thế nào. Cũng giống như bây giờ ngày xưa tôi hay đi làm thiện nguyện, tôi hay làm những cái suất cơm tôi mang ra đường 3 tháng 2 hay là Lý Thường Kiệt hay là cầu ông Lãnh để mà phát cơm. Thực ra là có những cái người mà họ không có khó khăn đến những cái mức phải nhận cái phần cơm đó, nhưng mà họ vẫn đứng ra họ nhận. Thì cái đó là do tâm họ thôi, chứ mình cũng chả biết được là bản thân họ có thực sự là cần cái suất cơm đó hay không. Nhưng cũng vẫn có những người khi mà mình trao cho họ cái suất cơm, họ trả lời mình đúng một câu thôi: ôi em không có đói, hoặc là em muốn chia sẻ cái phần cơm này cho cái người mà họ khó khăn hơn em. Thì cái này là do cái tâm của người nhận, chứ bản thân mình là người cho, mình làm sao mà phân biệt được cái người nào là người cần và người nào là người không cần, đúng không mọi người? Nên là thực ra mà đi làm thiện nguyện đó mọi người, chúng ta đừng có xét nét cái vấn đề rằng là ai mới xứng đáng nhận được cái phần quà này. Thực sự cái điều đó là cái điều mà mình không thể biết được. Trong lòng mỗi con người ai cũng có một cái gì đó là muốn được nhận, nên là cái này nó do cái sự cái tấm lòng của cái người mà họ được nhận lúc đó họ phản ứng như thế nào. Chứ thực sự bây giờ mọi người kêu tôi đi điều tra xem coi ở Kim Sơn hay là cái nơi tôi đến là ai là khó khăn thực sự, thì thực sự cái đó nó không phải là thiện nguyện đâu mọi người. Thiện nguyện có nghĩa là mình xuất phát từ cái tâm mình cứ muốn cho đi, tôi gặp người này tôi muốn cho, tôi cảm thấy họ đồng cảm tôi cho. Còn quan trọng là cái người nhận họ sẽ như thế nào, họ cảm thấy họ rất là cần cái phần quà này thì họ nhận. Còn nếu như mà họ cảm thấy cái phần quà này là họ muốn cho một cái người khác khó khăn hơn họ, thì họ sẽ mở miệng ra họ nói để cho cái người cho họ biết được rằng cái bạn này bạn nhận tấm lòng thôi, còn vật chất vận quà thì bạn đã nói như vậy là chắc là bạn sẽ nhường cho một cái người khác. Thì cái đó là do cái người nhận, chứ làm sao mà người cho mình làm sao mà biết được mọi người. Nếu mà mọi người đây ai là cái người đi làm thiện nguyện thì mọi người thừa biết, trời ơi mọi người không tin đâu, mọi người thử mang cơm ra, mọi người thử mang những cái phần ăn ra các nơi như là cầu ông Lãnh 3 tháng 2 này, mọi người có tin không? Nhiều khi mọi người đi là vẫn có những cái xe máy nó chạy theo nó đòi quà. Thì những cái người đó thực sự là họ đâu có khó khăn đâu, bởi vì họ còn có xe máy để mà họ đi mà, đúng không mọi người? Còn nhiều cái nữa, nên là cái này là nó còn do cái tâm của mỗi người nữa, nên là mình không thể xác định được là cái nơi đó nó như thế nào đâu. Còn Kim Sơn là cái nơi nhà thờ mình đi á, là mình nhờ nhà thờ để tổ chức và đón các bé từ nhiều vùng khó khăn xung quanh về đó. Còn 200 gia đình khó khăn là đã nhờ cho các cha xứ và địa phương là người ta đã thống kê ra rồi, nên mọi người chúng ta yên tâm nha. Có nghĩa là ngày buổi sáng chủ nhật là chúng ta sẽ trao 200 cái phần quà cho những cái gia đình khó khăn. Thì những cái gia đình khó khăn đó là đã nhờ các cha xứ và địa phương người ta thống kê ra đó, xem coi gia đình nào là gia đình khó khăn. Thì chính cái lực lượng gọi như là chính quyền ở nơi đó người ta đã liệt kê ra rồi, thì mình cứ dựa vào danh sách thôi. Chứ bây giờ mà kêu tôi về tôi liệt kê xem quay 200 người hoàn cảnh khó khăn ở nơi đó thật là ai, thì tôi nói thật nhiều khi người ta cười vào mặt cho, không biết ông cho tôi được cái gì mà ông về ông đòi thống kê tất cả các hộ dân ở đây kinh tế như thế nào thế nào. Cái điều đó không ai làm được. Nói thật với mọi người, ví dụ như bây giờ mọi người có 5 tỷ đi, mọi người muốn đến miền Trung, mọi người làm thiện nguyện đi, thì mọi người phải nhờ chính quyền nơi đó người ta tập trung lực lượng dân lại rồi thống kê các thứ là sao. Rồi mọi người muốn làm cái chương trình thiện nguyện mọi người phải được đồng ý của chính quyền nơi đó người ta mới làm được, chứ mọi người đâu có nghĩ rằng cứ có tiền mà làm được đâu, không hề đâu mọi người. Kể cả ông có 10 tỷ, ông tự nhiên ông mang mấy cái xe tải hàng hóa ông đến cái nơi đó rồi bắt đầu ông phát quà phát tùm lum tùm la, trong khi ông chưa xin chính quyền thằng nào nó cho, lỡ như quà của ông nó có vấn đề gì hay này kia ba la ba la. Nên mọi người phải hiểu rằng là trong cuộc sống này không phải cứ có tiền là mình thích làm gì làm, mình phải tôn trọng văn hóa tục lệ chính quyền của cái nơi mà mình đến đó. Nên là mọi người chúng ta an tâm về cái nơi đó luôn, ok mọi người. Mọi cái là đã có sự kết nối với chính quyền ở nơi đó và có cái sự hợp tác từ bên đó rồi, họ sẽ cung cấp cho mình là những cái hoàn cảnh nào là những cái hoàn cảnh mà ok cần thiết để mà mình trao quà nhá.
Nên là mọi người chúng ta làm thiện nguyện, chúng ta đừng có dùng cái câu từ là ở nơi đó nó giàu hay nơi đó nó nghèo. Nó không mang tính chất của một cái sự là làm thiện nguyện. Làm thiện nguyện là tâm mình cứ cảm thấy rằng là mình đến nơi nào mà mình cảm thấy cái lòng mình hoan hỉ, mình muốn cho đi, thì cái đấy là nó xuất phát từ cái tâm. Nên là chúng ta đừng có suy nghĩ là mình phải chọn nơi này nơi kia, đúng không con gái? À, vừa nói xong nó xuất hiện rồi đấy mọi người. À, khỉ cắn xong nhìn có vẻ nhìn trẻ ra đấy con ạ. Có sốt không? Hey, ai cho bạn mày thích khỉ đầu đàn? Không, cái điện thoại của mày làm bể thằng Ken rồi, giờ nó không có cái màn hình để thay, tao phải tặng nó cái điện thoại mới đấy. Mày báo nó vừa thôi. Gì là gì? iPhone 15. Tao mới mua điện thoại iPhone 15 tao tặng cho nó đấy. Tôi không dám gọi đâu đó. Mày làm bể cái màn hình của nó. Nó bảo anh ơi, là em không có cái màn hình khác để thay. Hay tao hỏi nó đúng một câu, thế giờ tặng cho mày cái điện thoại mới mày có lấy không? Mày nói nhiều quá. Dạ có lấy, lát anh đem cho em nhé. Đấy xong, kết thúc. Có cho nó sai là được. Uống nước đi. Tao biết, mày chưa đánh răng. Chạy giọng khó quá. Uống miếng nước thì mình, tao nói thật, uống miếng nước này. Không, uống được nữa. À, thơm, tao không dám, bây giờ tao không dám chê về nữa. Không là fan only chính hiệu của mày tấn công tao lắm, nên là thả chấp nhận nhịn thở. Công nhận nãy giờ mà nãy giờ lúc chưa có mày á, hơi thở ta đều đặn lắm. Ôi cái áo hôm nay thơm thế nhở. Ok mọi người, nãy giờ thì mình chia sẻ các vấn đề thì chắc là mọi người chúng ta cũng đã hiểu rồi. Từ rồi mẹ ăn gì chưa? Có phải xới mẹ đi qua. Thế thôi mẹ ăn phần cháo của mẹ, mẹ đem qua đi. Không, chứ tao cũng ăn cơm mà. Cút chiên. Cút chiên hả? À, trứng cút chiên mà ta nghe thấy cứt chiên. Chóc nè, với me nè. Nè hả? Tao một tháng là dùm tôi. Mày mấy mùa thế mà mày ăn ba cái đồ vớ vao với bạn. Giờ không cho tôi ăn không? Tháo cứ tầm cái đi. Tháo mẹ mày ra rồi, cái này mày còn nói gì nữa. Thò tay vào là lấy được bánh tráng rồi. Có một cái tay. Hay mày cần tao đút cho mày ăn luôn. Ừ. Tao kẹp mẹ hai móng chân đút vào mồm cho mày nha. Đúng không? Thế bánh tráng nó giùm anh. Mày lòng vòng quá. Còn có người ta. Tay thì kệ mày, mày tháo mấy cái móng tay mày ra. Suốt ngày mày làm ba cái móng thì ớn. Mẹ bảo sao khỉ nó cắn cho, nhìn điệu quá mà. Ở đó nó toàn là khỉ cái thôi mà. Ai bảo mày gì mắt to, môi đỏ, son môi rồi móng tay. Nó nhìn nó ghét quá nó mới cắn. Nhưng mày thấy cả mười mấy người đi của ai bảo cắn đâu. Nhìn thấy mày nó ghét quá nó bảo nó cắn cho nó đúng rồi. Rồi ok mọi người. Bây giờ chúng ta cùng nhau vừa giao lưu cũng như là vừa mới tiếp tục bán hàng nhá. Mày đeo len đúng không? Tao nhìn tao biết từ nãy giờ rồi. Không. Cái gì? Ôi mắt mệt. Hôm qua giờ tao thấy nhiều người gửi cho tao mấy cái clip mà ngày xưa lúc mày trẻ trâu mày làm ở trong tiệm điện thoại hay là gì đó. Mà hôm qua mày lên mày giới thiệu cái kênh Do To Be của mày ngày xưa. Xong mọi người vào mọi người xem. Nè tao còn lưu mấy cái clip về nhìn mày có khác gì những cái con chậu tre đâu. Mẹ ba cái tuổi này em làm gì em có người yêu em còn đang sợ ế này nhạc lên Ủa là ngày xưa mày làm ở trong đó sao mà mày vào mày quay nhiều clip vậy? Như bán vé số mà vào đó mày in cho ta cảm giác cái tiệm điện thoại đó của mày luôn đó mình. Rồi sao rồi sao mày tự kênh lập kênh YouTube mày vào mày sử dụng điện thoại hả? Sao rồi sao? Chăm sóc cái TikTok. Mà nó không ai đuổi mày luôn. Xong rồi ta thấy mày thì mà giới thiệu cả cái gì bán son mày bán tùm lum la cho mình giới thiệu tùm lum. Thì tao thấy người ta đăng clip đó rồi. Rồi ngày xưa mà tóc mày cọc ngắn rồi mặt mày thẹp cho tao mà là ông chủ giám đốc cho tao đuổi mày quá. Rồi cái nơi bán điện thoại của người ta vào bắt đầu tự lấy điện thoại xong bắt đầu là kênh Do To Be. Tao bắt đầu em làm gì để có người ta. Em có sẽ em này nhắc lên. Ta là đầu ông chủ tao đuổi mẹ mày đi rồi. Ok mọi người, càng ngày chúng ta càng phát hiện ra con này nó trẻ trâu từ lúc mà nó mới đẻ đến giờ. Nếu mọi người chúng ta cũng thông cảm nha. Hay là hôm nay dắt nó đi tiêm sớm chứ không nó về nó dại nữa thì cộng đồng xã hội lại cảm thấy đau đầu vì nó. Nên mọi người chúng ta cũng thông cảm, những cái lúc mà nó bị tưng tưng đầu óc nó không kiểm soát được thì mọi người cũng thông cảm nha.
tại vì con này là nó đi ăn vào máu rồi. Đấy, nên là hoàn toàn là yên tâm về cái vấn đề đó. Nhưng mà công nhận là mày có cái khiếu idol từ bé. Tao nghĩ là không phải ai cũng có cái năng khiếu như vậy đâu. Chữ thì không biết mà công nghệ thì dành. Con này công nhận luôn. Tao cái thổi tuổi mày làm gì có chuyện đưa cái điện thoại mà tao vào tao biết lập kênh. Năm đó sớm mới 6 tuổi rồi. Ừ, 6 tuổi mà đã biết lập kênh Dr. Bear rồi. Mấy cái chữ mày ghi ID đâu mày? Thôi, tôi tự ghi âm á. Ghi âm xong rồi bắt đầu giờ ca. Trời ơi, xong bắt đầu là công nhận luôn, con này nó được cái là chữ thì chưa được biết nhiều. Lúc mà 3 tuổi là anh tôi chỉ tôi xài rồi. Chỉ là làm idol luôn. Chỉ tôi mở phá mật khẩu. Phá mật khẩu hả? Phá mật khẩu iPhone hay là phá mật khẩu mấy cái điện thoại kia? Mấy mà là tôi không biết mở phá. Giờ tôi vô điện thoại cái mọt luôn. Hôm bữa tao mới đổi mật khẩu kia mà tao mất cả mấy tiếng tao mới nhớ lại được cái mật khẩu. Bây giờ mày nói câu này. Tôi biết mật khẩu kia không luôn. Bây giờ mày nói câu đó chết mẹ rồi, tao không biết là cái việc là tao nên có nên cài mật khẩu là cái việc hợp lý hay không. Giờ mày nói câu đó tao cảm giác mày giống như hacker. Không nè, không cài cũng là tay cũng tao sợ cũng chữ lắm. Mình phải nhìn sâu ra mình biết mật khẩu đó là gì. Nhìn sâu vô là sao? Cứ giờ cũng tắt mình lên tôi lắm. Rồi, mày không bảo để tao đánh mày chết cha mày luôn, đâu. Chết mẹ rồi, tao vừa nghe tao kêu chết mẹ rồi. Xem cái trình độ nổ của nó. Ô, mày nhìn kiểu gì? Mày nhìn mà mày dơ vào mặt tao để nhận diện Face ID à? Rồi. Thôi mày nhập sai 3-4 lần là điện thoại tao bị khóa à? Không, rồi ok mọi người, giữa lý thuyết và thực tế là hai cái sự khác biệt. Chúng ta vừa nghe một hacker đến từ Đông Nam Á chia sẻ về cách mở khóa màn hình. Và cô ấy thực ra là chỉ có bốc phét thôi. Đời mày là chỉ có bốc phét thôi, chứ tao chưa thấy mày mày thể hiện năng lực đúng như những gì mày nói. Đấy, tao vừa tắt đâu mày có làm được đâu. Hay là đây là chiêu đánh lạc hướng. Đúng không? Chiêu này. Cái gì? Em à, chà. Nó bắt đầu đang ngồi đặt mật khẩu đấy mọi người. 2, 5, 4, 9, 4, 8. Cái kiểu đọc với 6 số, chúng được chúng không chúng thì thôi. Bảo là chắc là nó hơi bị lộn xộn một cái gì đó. Thế mày nói nhanh luôn là từ số 1 cho đến số 9. Cứ kiểu gì sắp xếp chọn là 6 số nó cũng sẽ đúng cái mật khẩu của tao. Thế là xong rồi. Đấy. Năm sinh tao không bao giờ đi cài mật khẩu vào năm sinh, nó dễ bỏ mẹ đi ai mà đi cài. Rồi ok. Thôi mọi người, hacker này là vứt. Hacker này không có làm được gì đâu, hacker này chỉ có bốc phét thôi. Bây giờ chúng ta đang có cái sản phẩm là kem chống nắng trùng ngay. Mọi người vào trong rồi vào trước. Cái này à? Cái gì? Nếu mà tôi điện anh tôi qua làm được thì ông cho tôi 500 nha. Tao đâu có cần thiết phải kêu nó ra nè. À, để tôi làm. Tao nhớ mật khẩu của tao thì em vẫn kêu qua làm cái gì? Oh, mày đúng là một cái đứa con biết kinh doanh. Cha thì nhớ mật khẩu mà con cố tình kêu cha đừng có biết để kêu anh qua. Xong rồi cuối cùng là anh nộp tiền, xong rồi cuối cùng nó qua và kêu thằng anh nó đưa tiền cho hoa hồng cho nó. Ui giời, con này nó biết kinh doanh trên đứng xương máu của cha nó. Mày đúng là một đứa con có hiếu. Bảo sao con khỉ? Gì vậy? Gì vậy? Nhẹ như này là sorry. Nhảy vỗ nhẹ như thế là... Mày hết cái mày. Ê, trong rất nhiều người nhắn tin cho tao kêu là dẫn mày đi tiêm thì cũng có một người kêu là khỉ cắn có cái gì đâu. Con em cũng bị khỉ cắn nhưng mà về con em nó còn thông minh và nó khỏe mạnh hơn kia kìa. Không cần đâu anh. Em phải theo, nhưng mà hên quá trong tất cả những cái lời nói đó thì tao vẫn chọn cho mày đi tiêm. Chứ tao sợ đến lúc mà mày lên cơn thì bình thường mày đã lên cơn rồi. Mà lỡ con khỉ kia. Lên cơn năng lượng, ý là sự năng lượng tích cực nó luôn có trong mày. Mà đến lúc mà lỡ như là nó phát huy vượt xa đi cái lúc bình thường thì nhiều khi là xã hội nó cũng đau đầu. Tao thì đau đầu là tao quen rồi, tao phải chấp nhận chịu đựng cái đó, tao quen rồi, do xã hội nó không chấp nhận được. À. Mời mọi người ơi, bây giờ mọi người giúp Hùng lên 600k tin đi mọi người. Mình sẽ lên mọi người một cái mã. Và mọi người chúng ta cùng nhau vào trong cửa hàng và chốt đơn ủng hộ nha.